Hello mọi người, mình là bé Quỳnh FF đây. Trước khi vào clip, mọi người giúp Quỳnh xin một lượt đăng ký kênh nha. Quỳnh thấy nhiều bạn quên không đăng ký cho Quỳnh á, nên là Quỳnh nhắc thôi. Còn bây giờ thì chúc mọi người xem video vui vẻ. Này, anh ấy tự dưng kêu mình vào game có việc quan trọng. Không biết là có chuyện gì, tò mò ghê luôn á. Em ơi, em có nhớ anh không? Anh nói cái gì thế, tự dưng hỏi em nhớ anh không là sao? Kìa, không trả lời anh nè, thôi anh đùa tí thôi mà. Em biết là anh đùa em mà, nay mới học đâu ra mấy câu đó thế anh? Lời nói xuất phát từ trái tim anh mà ra, chứ ở đâu nữa trời. Anh nói đúng kiểu như bad boy suốt ngày đi tán gái á. Anh là good boy mà, em nói thế mất hết uy tín anh. À em ơi, có người xin vào bên anh cho vào nha. Ok anh cho vào đi. Anh ơi, bữa đi uống trà sữa với anh vui ghê á. Nay tính đủ anh đi tiếp đó, đi với em nha. Sướng thế còn gì nữa à, được gái rủ đi uống trà sữa. Anh không đi đâu, em rủ người yêu em đi cùng á. Em với người yêu em chia tay rồi anh ạ, à, nên giờ em muốn đi cùng anh cơ. Mới vào mà nghe có cái gì sai sai, tưởng cái gì thích là được à? Em là người yêu tương lai của anh Lộc, nói gì chẳng được, còn người nhà anh Lộc nữa. Sao, mình nghe cứ thấy khó chịu sao ấy nhỉ? Thôi kệ đi, tại mình cũng chỉ là bạn của anh Lộc thôi mà. Anh có người yêu rồi em, nên là em đừng làm phiền anh nữa, không người yêu anh ghen. Ủa người yêu nào, anh là con nào vậy? Người yêu anh là Quỳnh, đứng trong này từ nãy giờ đó em. Sao lại thế, nhận mình làm người yêu luôn cơ à? Có phải thế không em? Em ơi, em đâu rồi, biết ra đi. Ừ thì phải, mình là người yêu anh Lộc nha. Cái gì vậy Quỳnh, sao mày có người yêu mà không báo với tụi tao là sao? Thì giờ tao nói rồi đó, mày nghe rõ chưa hay để tao nói lại? Sao anh lại yêu cái con này, nhìn phèn, làm sao để bằng em? Nói chuyện cho tử tế mà em ơi. Anh ơi, lại đây với em đi, anh đâu rồi? Cái gì kỳ vậy, người ta có người yêu rồi, tính làm trà xanh nghe gì? Thôi kệ đi mày ơi, chấp làm cái gì? Anh nói từ nãy anh có yêu rồi, mong em đừng làm phiền anh nữa. Nhưng mà em yêu anh phải là của em, anh không yêu em bảo mẹ anh đấy. Nói vậy mà không biết nhục à, đúng là mặt dày có khác. Tao bảo kệ mà, mày chấp làm cái gì, nói làm gì nhiều cho mọi người. Em ơi lại đây, anh cho đồ nè. Anh cho em hả, yêu anh thế? Tao cho yêu tôi, chứ cô tránh xa tao ra. Ghê vậy ta, cho em đồ luôn cơ à, cho thì phải lấy lệ luôn thôi. Kìa, sao bạn kia lại lấy đồ hết luôn rồi, em chưa kịp lút cái gì luôn á. Chưa gặp cái trường hợp nào mà như vậy luôn á, chịu thật đấy. Đồ này người xứng đáng như tao mới được nhận thôi. Đúng là mặt dày. Em ơi, chị cẩn thận đấy. Kìa, sao lại bắn thùng đồ mình vậy? Thấy mình lành quá nên muốn làm gì thì làm hả? Mày tính làm gì tao, tao sợ quá cơ, cứ vì yêu tao còn linh giọng à. Xong chặng này cô đừng có chơi nữa, để anh cứu em nha, đừng giận anh đó. Tao thấy mà tức luôn á Quỳnh, phải tao là con này vỡ mồm rồi. Mẹ anh Lộc yêu quý tao chứ chúng mày ở xa đâu biết chuyện đó. Mặc dù mình với anh Lộc chưa phải người yêu nhưng cứ thấy khó chịu sao ấy nhỉ. Giờ phải làm sao đây ta, thôi thì cứ giúp anh Lộc cho cái con kia đỡ làm phiền nữa. Nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Em ơi Quỳnh ơi, lên xe anh chở đi nè, lên xe đi với anh đi. Ôi cái xe xịn thế, vâng để em lên ạ. Quỳnh bỏ bạn bè theo người yêu kìa, mà là lớp mách mấy đứa bạn. Bắn cho khỏi đi luôn, anh Lộc phải chở em mới đúng chứ. Thế ta là người yêu của anh Lộc hay là mày là người yêu của anh Lộc? Bớt, đừng để tao nóng, trà xanh còn lên giọng mẹ kìa. Được đấy, mày cứ phát huy nha, chứ không tao thấy ngứa mắt nãy giờ rồi đó. Anh Lộc tí em qua mắt mẹ, anh có người yêu, mẹ anh chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Mày là mẹ của anh Lộc à mà phán đoán như thật vậy? Thì để xem. Quỳnh ơi, sau trận này tao off có việc nha, mày chơi với người yêu mày đi nha. Ok mày cứ hợp đi để tao xử lý nốt. Ê giờ như này nhé, solo với tao đi, tao thắng mày phải tránh xa anh Lộc ra. Còn nếu mà mày thua thì sao? Thì tao sẽ không làm phiền mày với anh Lộc nữa. Ok chơi luôn, nhớ giữ lời đấy nha. Nói thì nói vậy thôi, chứ mày không có tuổi thắng được tao. Ra đi tao tạo chuẩn bị tránh xa anh Lộc của tao ra nhé. Cô cũng mạnh mồm nhờ, nhưng mà nói chung chơi phải giữ lời đó. Anh phải tin em chứ, anh sẽ là của em mà thôi. Nghe thật là hài hước. First blood.
mình thắng, mình mà thua chắc không giúp được gì cho anh Lộc. Chẳng hiểu sao anh Lộc đã không thích rồi mà cứ làm phiền cũng khổ thật đấy. Người gì đâu, thua kèo xong mới không có chịu vào. Đâu đấy nhỉ? Chắc lại bùng kèo rồi, chán ghê. Ơ, anh Lộc xin vào nè. Nè em bắn đúng gắt luôn, con gái gì đâu mà ra đạn là vào đầu. Anh cứ nói thế, em bắn bình thường mà. Đúng là nghiêu mình có khác, đỉnh quá. Nay anh thấy em dễ làm người yêu anh có đỉnh không? Anh tưởng em nói thật chứ, ơ kìa. Tưởng cái gì mà tưởng, ơ cái đứa vừa nãy xin vào này anh. Chị Quỳnh ơi em xin lỗi chị nha, vừa nãy em nói những lời không hay, mong chị tha thứ. Thôi không sao đâu em, biết nhận lỗi là được rồi. Dạ chúc hai anh chị hạnh phúc nha, em Mập đây ạ. Quỳnh ơi anh có chuyện muốn nói. Anh nói đi, em vẫn nghe mà. Nãy em giúp anh á, anh cảm ơn nhiều nha. Em có thể nào cho anh trả ơn được không? Trả ơn cái gì mà trả ơn, cái gì em giúp được thì em giúp thôi, anh đừng có nói vậy. Anh muốn trả ơn em cơ, anh sẽ luôn ở cạnh em bất cứ lúc nào em cần. Làm yêu anh nha. Gì cơ, anh là có thật không vậy? Anh nói thật, em thay đồ giống anh có được không? Để em suy nghĩ đã nha. Cứ hay đi rồi suy nghĩ tiếp, anh vẫn đứng ở đây chờ em mà. Dạ, để em thay. Bất ngờ ghê, chẳng phải đây là tình yêu mà mình mong muốn sao? Anh vào trận nha em. Em ơi lại đây anh cho đồ nè, lấy đồ xong ti gánh anh nha. Anh phải gánh em chứ. Rồi thì anh gánh em, lấy đồ đi anh cho em mà. Dạ em cảm ơn anh nha. Cho thì phải lấy chứ sao giờ. Anh yêu em. Yêu nhiều em chứ gì. Yêu mỗi em chọn Hiếu Quỳnh thôi ạ. Em ơi bắn heo anh này. Anh phải cho em bắn trước chứ, không nhớ em gì hết. Anh xin lỗi em cứ bắn heo anh đi. Thôi mình dối anh rồi. Thôi mà đừng dỗi anh chứ, biết anh thương bé như nào không? Không. Yêu em nhiều như thế này nè, em đồng ý là bạn gái anh nha. Em lắm trò lắm cơ, nhưng thôi thì dạ, em đồng ý. Đó, như vậy có phải yêu không? Yêu gì mà yêu, bạn đi kìa anh ơi. Yêu em nhiều lắm luôn á. Em yêu ơi, chạy từ từ, có một tem đó. Em biết rồi, để em bắn. Cẩn thận, không nóc đó nha. Nóc một còn một anh ơi. Đúng là nghiêu mình có khác. Còn một mà không biết chạy đi đâu ấy nhỉ. À em nhìn thấy rồi. Ghê quá ta. Em ơi nhìn này, anh biết yêu qua game em phải chịu thiệt thòi nhiều. Anh sẽ cố gắng bù đắp nên em cứ yên tâm nha. Dạ em biết mà. Bây giờ chúng ta chỉ cần cố gắng vì nhau là được. Hứa với anh không được bỏ anh đó nha. Dạ em hứa. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Sao mà bỏ được. Cảm ơn em đã đến bên anh. Clip đến đây là hết rồi mọi người ạ. Mọi người nhớ giúp mình xin một lượt đăng ký kênh, cộng bật chuông thông báo để xem các clip tiếp theo nha. Còn bây giờ thì bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào clip tiếp theo.